bài viết về Suicidal Trend với tác nhân lớn nhất nằm ở tiêu đề. Các độc giả vui lòng để tâm hồn thư thái hạng đọc, bởi vì bài sử dụng những ví dụ đều có thật. Nếu các bạn đang dọc chơi một góc nào đó trên thiên đàng, hoặc đang loay hoay trong vòng lặp của chính mình tại một góc nào đó trên trái đất, thì ok, I hear your voice. Nhưng một ngày nào đó nằm co ro trên giường và lướt qua tấm hình ghép chân dung của Chester Bennington và Robin Williams kèm theo dòng chữ Check out on your smiley friends. Tôi bỗng giật mình và cố cuồng xem lại xung quanh mình, xem lại những người bạn với khuôn mặt smiley, xem lại cô bạn thân chịu đựng trầm cảm bao nhiêu lâu nay để biết chắc rằng họ vẫn ổn. Ơn trời. Số đông và sự áp đặt. Đã nhiều lúc tôi phát ngán với cái câu thưởng thức ăn sâu vào trong não của rất nhiều người Việt. Nếu bản thân khác biệt thì tự biết mà chịu dư luận đi. Nếu các bạn thắc mắc rằng câu nói này được thốt lên trong ngữ cảnh nào, thì tôi xin nói luôn rằng sự khác biệt kể trên không đi ngược lại với luân thường đạo lý, không trái pháp luật, không gây hại trực tiếp và gián tiếp lên bất kỳ ai. Ví dụ như gu âm nhạc cá nhân, gu thời trang cá nhân thì có gì để gây hại và ảnh hưởng đến ai cơ chứ? Một ví dụ cá nhân đi là việc tôi để dâu khoảng 2 năm nay và kể từ lúc để dâu là bao nhiêu người nhảy và chê cười, nào là để dâu nhìn dơ, dị hợm, già khú, có ai để dâu đâu bla bla bla. Đúng là ở Việt Nam hiện nay rất ít người để dâu, có lẽ là do không hợp hoặc do cơ địa người Việt Nam ít dâu tóc nên rất ít người để. Nhưng cái bình luận về sự dơ và dị hợm, theo ý của tôi nó là sự phỉ báng và chính văn hóa của mình từ sự nông cạn khi mà mày dâu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao là miêu tả cho nhân vật mạ giám sinh và dâu hùm hàm én mày ngài là hình ảnh của Từ Hải. Đối với tôi, dâu hay không dâu đều là việc của cá nhân mỗi người, không phải là nơi dành cho định kiến. Cách đây tầm tháng trời, tôi lướt qua group của hội học sinh Đức và thấy được bài post có nội dung là có ai như mình không? Thật sự không muốn về Việt Nam và ở cạnh gia đình chút nào. Chỉ ở được cao lắm là một tuần là muốn dọn đồ đi. Tôi kéo tầm mấy trăm comment shitstorm với nội dung vòng đi vòng lại như thế này. Các comment tiêu cực của số đông. Sau này mình hy vọng bạn sẽ giống như mấy ông bà cụ Tây Lông bên này, ăn phải có người dọn, đi ỉa mất kiểm soát và đóng bỉm thường trực. Bạn đi qua bên này không học được cái gì hay ho, lại đem lôi cái tư tưởng không gia đình của bên này về. Mình là mình thấy ở bên gia đình là thế A, ở bên gia đình là phải thế B, cho nên bạn sai rồi, bla bla. Mà chỉ lác đác có được một vài người là chịu khó hỏi về ngữ cảnh, hỏi xem liệu chủ thớt có bất kỳ vấn đề gì đó về tâm lý không, có hiềm khích với gia đình hay đã chịu bạo lực gia đình, khác biệt suy nghĩ hay đơn giản chỉ là có tư tưởng thích sống độc lập. Bản thân tôi thì nghĩ thế này, mặc kệ là bất cứ lý do gì ở trên thì việc một vài người hoặc một cộng đồng, tiêu biểu ở EU hầu hết người già đều tự lập về tài chính, ở trong viện dưỡng lão, khu nhà dưỡng lão và có người chăm sóc, không ở chung với con cái và cháu chắt, có tư tưởng nào đó, nó thuộc về suy nghĩ cá nhân và nếu có tranh luận thì chỉ nên ở mức phân tích được mất. Vì suy cho cùng đây cũng là văn hóa, là dòng tư tưởng phát triển từ background văn hóa, kinh tế và y tế của mỗi nước. Buồn cười ở chỗ nhiều comment ở trên xuất phát từ học viên ngành điều dưỡng ở Đức cơ chứ. Tôi trộm nghĩ nếu như trong khi phỏng vấn xin việc tại các bệnh viện mà các bạn nói rõ ràng cái suy nghĩ này ra thì chắc các bạn sẽ sớm được về nhà với bố mẹ đấy. Sự chỉ trích trong ngữ cảnh này theo tôi là một sự ấu trĩ vô cùng vì đây hoàn toàn không phải là một việc trái với quy tắc đạo đức, trái với pháp luật để lên án. Đối với nhiều người, cuộc sống gia đình chưa hẳn đã là điều hay. Trong cơn shitstorm ấy tôi cố gắng nói như thế này. Không bình luận thêm về vấn đề này, nhưng chỉ hy vọng các bạn trước khi bình luận, thóa mạ, xỉa sói thì cũng nên tự hỏi rằng liệu có một lý do nào tiềm ẩn trong đó hay không. Nhiều người bị bạo hành từ bé, nhiều người xuất thân từ gia đình không êm ấm, nhiều người không phù hợp với quan điểm của gia đình và cảm thấy thoải mái hơn khi sống độc lập hơn là sống cùng với gia đình. Trong cộng đồng Rock Metal ở Sài Gòn tôi chơi chung có một cậu bạn bất đồng quan điểm với gia đình khi họ khăng khăng bắt cậu đi du học Nhật. Cậu này xách đồ rời khỏi nhà và đến ở chung với bạn gái, là bạn thân của tôi. Và trong quãng thời gian không biết bao nhiêu lần con nhỏ bị chửi bới gièm pha và đỉnh điểm là cho người tới giật mặt bạn mình để dắt con trai họ về. Cậu nhỏ này bên ngoài nhìn vào thì thấy vui vẻ yêu đời lắm, thậm chí là trước lúc chết vẫn còn vui vẻ, thậm chí phải gọi là nhây nhây và rồi vài ngày sau đó thì treo cổ tự vẫn. Bạn thân của tôi lúc ấy như chết đi sống lại và bây giờ vẫn phải vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết bằng trị liệu tâm lý. Trong khi gia đình bên kia thì đổ mọi tội lỗi lên con bé, đi kể với tất cả mọi người là bạn tôi dụ dỗ con trai họ. Nếu không ở trong vị thế của người ta thì đừng phán xét, nhiều lúc cái phán xét của bạn nó có giá một hoặc nhiều mạng người. Lại nói riêng về vấn đề gia đình, ở cùng gia đình hay rời bỏ gia đình thì xin các bạn hãy ngó qua về số liệu thống kê năm 2019 về tỷ lệ bạo hành gia đình tại Việt Nam để biết rằng không phải gia đình đối với ai cũng là một nơi êm ấm.
gần 80% số vụ ly hôn hàng năm có nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Theo thống kê của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thì trong số các vụ bạo lực gia đình đã bị phát hiện, nạn nhân là nữ chiếm tới 74%, trẻ em là hơn 11%. Đặc biệt, có đến 58% phụ nữ đã kết hôn cho biết cuộc đời họ đã từng phải trải qua ít nhất một trong ba loại bạo lực gia đình: thể xác, tình dục, tinh thần. Để rồi tôi nhận lại vài comment dạng như: hoan hô, bạn kể chuyện hay quá, xúc động quá. Nhưng cái bạn chủ thớt ở trên comment khiêu khích bảo là thích drama kia kìa. Điều này làm tôi nhớ đến một post tương đối nổi tiếng trong subreddit: Roast Me với mục đích là để xem da mặt của bạn dày đến đâu. Người tham gia sẽ tự post một tấm hình của bản thân và thách thức mọi người xỉ vả mình. Một hôm có một cậu bạn người Nga 17 tuổi với ánh mắt hầu như không còn hy vọng sống nào, post bài bảo mọi người hãy sỉ nhục cậu để cậu có lý do kết thúc cuộc sống này. Người biết mình sắp tự sát hầu hết đều rất bất cần. Các hành động bộc phát trong quãng thời gian này nó giống như là một lời tạm biệt với cuộc sống, nụ cười khẩy về thời gian vậy. Có người thì làm những việc mà mình chưa bao giờ làm, chửi mắng những ai xưa giờ chưa dám chửi, nói thật thà những điều chưa dám nói. Hình ảnh thật từ Reddit với nhiều comment từ chối theo luật của subreddit và cố gắng động viên cậu này. Thật bất ngờ, thay vì thực hiện luật của subreddit, họ thay nhau động viên cậu thanh niên này rằng họ hiểu cậu, rằng depression thật sự rất kinh khủng và cậu không chống chọi với nó một mình. Đây có lẽ là một trong những giây phút ấm lòng nhất mà tôi từng chứng kiến trên mạng xã hội, nơi mà bạn luôn có thể giấu mặt giết một ai đó quá dễ dàng. Động viên xây được một thì xã hội đạp đi 10. Đã từng có một thời gian tôi để số điện thoại của vài người bạn thân thiết vào danh sách emergency call khi tôi bị panic attack, và cũng luôn để điện thoại không quá xa bản thân để lỡ tôi nhận được một cuộc gọi nào trong cơn mental breakdown của ai đó, ví dụ như người bạn thân kể trên. Có lẽ chúng tôi tồn tại được từ những năm cấp 3 cho đến thời điểm này 10 năm sau đó là vì chúng tôi cố gắng động viên bản thân nhau, người này níu kẻ kia giữa mép bờ vực sống chết. Những người sống trong tình trạng tâm lý bất ổn giống như đang đứng ở mép vực, trước mặt là những thứ positive, sau lưng là negative trực chờ. Chỉ một điều chênh lệch thôi là bạn có thể chấm dứt cuộc sống của mình bất cứ lúc nào, không có gì để lường trước được, không có dấu hiệu nào hoặc dấu hiệu hoàn toàn ngược lại. Đây là tấm ảnh của Chester Bennington vài ngày trước khi anh tự sát tại nhà riêng. Bởi vậy nên tôi nghĩ những ai trong tình huống này nên đi tìm sự trợ giúp của y tế để nếu lý do từ ức chế nội giác, giống trường hợp bệnh của Robin Williams dẫn tới depression, thì có thể chữa được bằng thuốc và tâm lý trị liệu đi kèm. Còn nếu đến từ lý do ngoại tác thì cần phải đi điều trị kèm theo một hoặc vài người bạn để cuộc gọi điện thoại quyết định cuộc đời của mình. Đừng bao giờ lên mấy group không chuyên và hỏi về vấn đề này. Ví dụ có một lần tôi thấy có bạn có người thân bị trầm cảm lâu năm, muốn tìm sách về cho người thân đọc cho đỡ trầm cảm, thì tay admin của cái group mấy trăm ngàn member ấy recommend cuốn Đắc Nhân Tâm Thổ Tả. Và nếu các bạn vô tình muốn biết tại sao Đắc Nhân Tâm lại được gọi là một quyển sách thổ tả, thì bọn mình sẽ để link clip ngay phía dưới để các bạn tự tìm hiểu. Thôi, quay trở lại về vấn đề. Ngay lập tức, tôi đi báo rằng bạn ấy nên đi tìm một sự trợ giúp tâm lý từ người có chuyên môn, đừng nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai trên mạng cả. Bởi vì xã hội chúng ta đến tận năm 2020 vẫn quá mù mờ về depression, thì bị tay admin phân bua là chỉ muốn giúp thôi bla 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 rồi ban luôn tôi. Nhiệt tình cộng với ngu dốt chính là phá hoại. Trong trường hợp này, một người trầm cảm được giới thiệu đọc cái quyển sách chuyên về bợ đít nâng bi, đeo mặt nạ ra xã hội để họ không làm theo được rồi tự sát luôn à. Sự ngu của con người là vĩnh cửu, trong đó ngu nhất là tay admin của cái hội chuyên recommend self-help. Nhiều lúc cảm thấy ức chế lắm khi mình cố gắng nói giã cổ họng, cố gắng gào khản cả cổ rằng đừng nhảy, thì bao nhiêu kẻ hợm hĩnh đáng ghê tởm như lũ kèn kèn háu ăn đứng một bên đẩy. Ấy mà đến khi người ta đi rồi thì chúng lại gào lên thương tiếc, đau xót ra vẻ thấu hiểu lắm. Như cái lúc Chester vẫn còn sống, bao nhiêu người vỗ ngực tự xưng là fan gạo cội, chê chửi nhạc của Linkin Park xối xả, rồi đến lúc Chester mất rồi lại tribute như đúng rồi, lại share đi share lại One More Light, mặc kệ trước đó đã chê ỏng chê eo như thế nào. Bản thân mình thì thấy chính các bạn lớn lên, già đi cũng có sự thay đổi trong tư duy, trong gu âm nhạc, thì tại sao Linkin Park lại không có quyền trở nên chín chắn hơn, có quyền thay đổi âm nhạc của mình theo xu hướng mà họ cảm thấy rằng phù hợp với bản thân. Thế cho nên là đừng nghe để trả lời để phân bua. Nếu được thì hãy nghe chỉ để nghe, xin đừng biến bản thân mình thành một kẻ giết người. Xin đừng cố biến nỗ lực của những con người mãi loay hoay trong vòng lặp định kiến xã hội thành công cốc. Hiệu ứng cánh bướm trong suicide là rất phổ biến. Cảm ơn những người đã lắng nghe, những người đã bốc điện thoại của tôi và của nhiều người khác trong giây phút quyết định cuộc đời. Các bạn nói đúng, chúng tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn ở đâu đó. Và các bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện của tác giả?
hãy nói cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ bọn mình. Đừng quên bấm nút subscribe để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pingdat. See ya!